Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, thành phố chú trọng đầu tư các công trình cầu nhằm tăng cường kết nối giao thông. Vào tối qua tại nhà hát thành phố, vở cải lương Tướng quân Phạm Ngũ Lão thuộc đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng đã được giới thiệu tới khán giả thông qua sóng phát thanh và truyền hình. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dự lễ phát động có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Như tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, giao lưu 90 năm những công trình thanh niên cộng sản. Tại lễ phát động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn tổ chức các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Các cấp bộ đoàn đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết các khâu mới, việc khó, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, tham gia xây dựng đảng và chính quyền nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ghi nhận, biểu dương những thành tích tuổi trẻ cả nước đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao việc Trung ương Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Để phong trào thi đua có sức lan tỏa, đồng chí đề nghị Trung ương Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và hưởng ứng của xã hội, tạo được dấu ấn qua những công việc, hành động thiết thực. Thưa các đồng chí và các bạn, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để tổ chức đoàn, các thế hệ đoàn viên ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào về những đóng góp của thế hệ đi trước và có thêm động lực, niềm tin vững chắc, nêu cao trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân đánh giá, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn đạt được hiệu quả thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đề nghị Trung ương Đoàn cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sao cho 90 ngày thi đua cao điểm thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng rãi trong toàn đoàn, có được sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong cả nước và hưởng ứng của xã hội. 90 ngày thi đua cao điểm là 90 ngày phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, thanh niên, phải tạo được dấu ấn qua những công việc, hành động thiết thực gắn với việc nghiên cứu sâu sắc và triển khai chương trình để thực hiện có hiệu quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng thời, các hoạt động phải hướng nhiều hơn đến cuộc sống, đến cơ hội phát triển cho đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, thanh niên yếu thế trong xã hội. Các cấp bộ đoàn cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền,
chính sách và điều kiện cho thanh niên phát triển và cho tổ chức đoàn phát triển. Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố và Trung ương đoàn thực hiện nghi thức phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố dâng hương tại tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, cũng là người thành lập hai chi bộ đoàn đầu tiên của cả nước là nhà máy xi măng Hải Phòng và trường Bon An, nay là trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Thưa quý vị, Nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, trọng điểm dịch vụ logistics. Ngay khi nghị quyết được ban hành, thành phố đã và đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa những nội dung của nghị quyết. Trong mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, thành phố chú trọng đầu tư các công trình cầu nhằm tăng cường kết nối giao thông. Nằm trong số ít các địa phương sở hữu hệ thống sông dày đặc đã hình thành một Hải Phòng đặc thù, kết tụ các tiểu vùng thành chuỗi phát triển năng động mà vai trò của những cây cầu có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên Thu Phương. Xin mời biên tập viên Thu Phương. Cảm ơn biên tập viên Lương Anh và Hải Hà. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực tế những cây cầu không chỉ kết nối những bờ vui mà còn kết nối cả sự phát triển. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, gần 50 công trình cầu, từ cầu cạn, cầu vượt sông đến cầu vượt biển được xây dựng đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo thành phố, tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tên gọi Hải Phòng, thành phố của những cây cầu có lẽ cũng bắt nguồn từ đó. 35 năm trước, vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Hải Phòng khi đó là điểm sáng của cả nước với những sáng tạo nền tảng của công cuộc đổi mới. Khi đó, nhà thơ Tố Hữu giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã đề tặng Hải Phòng những vần thơ: Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô, ngăn sông, lấn biển, dựng cơ đồ. Thời điểm ấy, cống của Hải Phòng không phải là cống thông thường mà là những công trình quy mô lớn có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống thủy lợi, thủy nông và cải tạo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt của thành phố. Điển hình trong số đó là cống Trung Trang, huyện An Lão, cống Cô Tiểu, huyện Kiến Thụy, cống Cái Tắt, huyện An Dương. Cho đến tận bây giờ, hệ thống cống kể trên vẫn hoạt động tốt, đồng thời được kết nối với các tuyến đường để khai thác thêm chức năng giao thông như những cây cầu. Còn ba cầu gồm cầu An Dương, cầu Niệm, cầu Rào được xây dựng lúc đó cũng được coi là biểu tượng của tinh thần tự lực do ngân sách địa phương và những kỹ sư xây dựng trong nước tự thiết kế. Và theo thời gian, danh sách những công trình cầu của Hải Phòng cứ ngày một dài thêm. Nếu như trước năm 2015, toàn thành phố mới chỉ có 38 cây cầu với tổng chiều dài gần 11 km, thì từ năm 2016 đến nay đã có thêm 34 cây cầu với chiều dài xấp xỉ 18 km được đầu tư và đưa vào khai thác. Thành phố cũng đang xây dựng tiếp 12 cây cầu với chiều dài hơn 5 km. Những cây cầu không chỉ tạo sự kết nối các tiểu vùng của thành phố, mà còn mở ra không gian rộng lớn tới các địa phương lân cận, tạo vị thế trung tâm cho thành phố Hải Phòng. Không chỉ là thành phố cảng, cửa chính ra biển của miền Bắc, thành phố Hải Phòng còn là một trong số ít địa phương có đầu mối giao thông trọng điểm quốc gia với việc hội tụ đủ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa và đường biển. Những năm qua, thành phố luôn xác định giao thông vận tải là ưu thế vượt trội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Hệ thống giao thông có vai trò trọng yếu trong phát triển không chỉ của thành phố cảng mà của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và đất nước.
Và có thể nói, đối với một địa phương ven biển có nhiều sông ngòi như Hải Phòng, những cây cầu chính là hồn cốt của giao thông đường bộ. Bởi lẽ các tuyến đường dù có hiện đại, thông thoáng đến bao nhiêu thì cũng không thể hoàn hảo và sử dụng được hết công năng nếu như thiếu những cây cầu. Trong giai đoạn từ năm 2016 trở lại đây, Hải Phòng đã huy động nguồn lực tới gần 44.000 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, gấp hơn 1,8 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó tập trung mạnh mẽ cho các công trình hạ tầng giao thông có tính kết nối vùng, khu vực. Thành phố tập trung đầu tư hàng loạt nhiều tuyến đường, cây cầu kết nối với các địa phương, các vùng ngoại thành với nội đô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, chống ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân. Nhiệm kỳ thứ 15 của Đại hội Đảng bộ thành phố, thế thì tôi thấy rằng là tất cả các cái công trình giao thông, đặc biệt là các cửa ô, cửa ngõ đi vào, thế rồi là hạ tầng giao thông từ thành phố nối với nông thôn, tôi thấy đây rằng là một cái việc làm cực kỳ quan trọng. Và cái sự phát triển mà tôi nhìn nhận thấy rằng là nó rất nhanh. Là thành phố những năm qua đã xây dựng một cái kết cấu hạ tầng giao thông, để những tuyến đường đẹp, những cây cầu đẹp, để tăng diện mạo của thành phố Hải Phòng, đồng thời cũng là kết nối giao thông giữa các vùng miền để cho thành phố Hải Phòng để phát triển kinh tế tốt, nhân dân được thụ hưởng. Cho nên là các cử tri và nhân dân chúng tôi là rất phấn khởi. Phải nói rằng là thành phố đã dồn rất nhiều công sức, tiền của để xây dựng rất nhiều cây cầu mà từ xưa tới nay người dân ở hai bờ rất mong mỏi. Vẫn trước đó là đi phà, đi cầu phao, đi thuyền, gian khổ, mất an toàn, kinh tế không phát triển được. Nhưng nay thành phố Hải Phòng xây dựng một loạt các cây cầu mà các cây cầu đều hiện đại và với tốc độ xây dựng rất nhanh, chất lượng rất đảm bảo, mỹ quan rất tốt. Tôi đánh giá đó là một cái tiến bộ, một cái quyết định vượt bậc của thành phố Hải Phòng đối với công tác xây dựng cầu đường của thành phố. Theo thống kê, chỉ trong 5 năm trở lại đây, bằng các nguồn vốn, Hải Phòng đã xây dựng nhiều công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện với gần 46 cây cầu được xây dựng. Hàng chục bến phà, đò đã được thay thế bằng những cây cầu vĩnh cửu hiện đại. Đáng chú ý, với cầu Tân Vũ Lạch Huyện, công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đã đóng vai trò kết nối, khai thác hiệu quả tiềm năng của khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, khu dịch vụ cảng nước sâu Lạch Huyện. Hệ thống giao thông kết nối cũng giúp Hải Phòng phát huy hiệu quả cả việc khai thác đường hàng không. Sân bay Cát Bi được đầu tư xây dựng, nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế cấp 4E, đảm bảo khai thác được các tàu bay lớn với 12 đường bay, gồm 3 đường bay quốc tế, 9 đường bay nội địa, 5 hãng hàng không tham gia hoạt động. Với vai trò Hải Phòng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 45, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh để bàn các giải pháp phối hợp liên kết cùng phát triển. Trong đó, một nội dung quan trọng được bàn bạc thống nhất là tập trung xây dựng các cây cầu vượt sông để tạo kết nối, tăng cường giao thương phát triển của cả khu vực. Cụ thể, xây dựng cầu sông Hóa để kết nối Hải Phòng với tỉnh Thái Bình, xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh để kết nối với tỉnh Hải Dương, xây dựng cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng để kết nối với tỉnh Quảng Ninh. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 vừa qua đã thông qua nghị quyết xây dựng hai công trình cầu Nguyễn Trãi nối trung tâm thành phố với khu đô thị công nghiệp V-Ship Thủy Nguyên và cầu Bến Rừng nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh. Thông tin này đã nhanh chóng lan tỏa đến đông đảo người dân thành phố, bởi từ đây mong ước về những cây cầu kết nối đôi bờ sẽ tiếp tục được thắp sáng. Chưa có cái cây cầu, người dân qua lại rất khó khăn, phải chờ phà, rất mất thời gian. Được thông tin Hội đồng nhân dân thành phố đã phê duyệt xây dựng cầu Phà Rừng để nối hai huyện Thủy Nguyên với này thị xã Quảng Yên thì là người dân chúng tôi rất phấn khởi. Người dân như tôi là rất là vui mừng có cây cầu, hai bên đều thông thương rất là thuận tiện. Khi mà có cây cầu kết nối thì cái sự thông thương và phát triển kinh tế giữa hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, đặc biệt đối với Thủy Nguyên hay đối với xã Tam Hưng là có sự phát triển nó thuận lợi hơn rất nhiều so với
trước đây có phà, về tất cả các mọi phương diện thì nó đều không bảo đảm. Vì thông thương cũng như về cái an toàn hàng hải là bão gió hàng năm là chúng tôi cũng rất là lo. Chúng ta xác định là ba trụ cột kinh tế, tăng trưởng công nghiệp, công nghệ cao, phát triển thương mại, du lịch, rồi cảng biển logistics. Nhưng mà tiếp tục đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông. Kết cấu hạ tầng giao thông cực kỳ là quan trọng. Mà Hải Phòng đã rất thành công trong nhiệm kỳ vừa rồi. 2015-20 đấy, là thành phố chúng ta làm 46 cây cầu. Hàng trăm tuyến đường và hơn 5.000 km đường thôn xóm, đường nội đồng. Mà trên cái cơ sở đó thì cải thiện được cái điều kiện làm việc, môi trường đầu tư kinh doanh rất là thiết thực. Và nhiệm kỳ này hôm trước là tôi có giao cho các ông chí Sở Giao thông rồi Ban Cán sự. Nhiệm kỳ trước 46 cây cầu thì nhiệm kỳ này không thể dưới 46 cây cầu. Bây giờ là Sở Giao thông bắt đầu phải đi khảo sát. Thì bên cạnh cái cầu lớn kết nối với các địa phương, ví dụ như là Phà Rừng này, chúng ta sẽ làm cầu. Rồi cầu Nguyễn Trãi, trước đây dùng vốn ODA thì bây giờ xin về để sử dụng vốn thành phố. Thế rồi chúng ta làm tiếp cái cầu Rào Ba thì nhìn rõ rồi. Nhưng mà kết nối xung quanh cái tuyến sông của khu vực trung tâm thành phố này tôi cho rất là còn nhiều. Với quyết tâm của người đứng đầu thành phố, tin tưởng sẽ có hàng loạt dự án cầu mới, mở hướng chiến lược để Hải Phòng thực sự kết nối với các địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững, tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới trong tương lai gần. Điều này sẽ bổ sung vào bức tranh toàn cảnh thành phố của những cây cầu với khát vọng vươn ra biển lớn. Trước khi kết thúc phần trình bày của mình, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây cầu qua những hình ảnh sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi mục tiêu điểm của Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã tự nguyện hiến đổi trên 400 hectare đất để giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học của huyện. Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang chuẩn bị đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức đối thoại, vận động thuyết phục, giải quyết kiến nghị của 6 hộ dân thuộc khu D72, xã Tân Dương, có đất bị thu hồi để phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Trước yêu cầu tiến độ của dự án theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cả hệ thống chính trị huyện Thủy Nguyên đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Tại cuộc đối thoại sáng nay, các hộ dân đề nghị được xét duyệt giao đất tái định cư đối với hộ phụ, xem xét lại nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, đơn giá bồi thường hỗ trợ đất đai, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu. Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân, bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên cơ sở các chính sách bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm có tổng diện tích thu hồi là 306,1 ha của 15 tổ chức và 2.778 hộ dân. Trong đó, đất ở và đất làm nhà ở liên quan đến 1.290 hộ. Đến thời điểm này, huyện Thủy Nguyên đã kiểm kê 1.250 hộ dân có đất ở và đất làm nhà ở với tổng diện tích là 29,2 ha. Chưa kiểm kê 40 hộ với diện tích 0,8 ha. Tổng số tiền đã phê duyệt là 2.293,7 tỷ đồng. Riêng của năm 2020 đã phê duyệt 1.238,7 tỷ đồng. Đã phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường cho 1.009 hộ dân. Có 546 hộ đã nhận với số tiền 754 tỷ đồng. Các hộ dân đã bốc thăm nhận 543 lô đất tái định cư.
các hộ dân hiện đang khẩn trương phá dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án. Đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng thực tế đã thi công khoảng 257 ha. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định bàn giao đợt 1 cho chủ đầu tư thực hiện dự án là 220 ha. Trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Vĩnh Bảo được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, có bước phát triển vượt bậc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho vùng đất là cửa ngõ giao thương phía Tây Nam của thành phố. Điều này không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà còn là động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó, công tác giải phóng mặt bằng là hết sức quan trọng, nhất là việc vận động nhân dân hiến đất để làm các dự án lớn. Trong những năm gần đây, huyện Vĩnh Bảo ghi dấu ấn bằng việc từng bước mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, dự án tuyến đường nối cầu Làng Am, cầu Nhân Mục, dự án tuyến đường nối cầu Đăng, cầu Hàn tới quốc lộ 37, dự án tuyến đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn góp phần đồng bộ hệ thống giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhằm bảo đảm các dự án sớm được thi công đúng tiến độ, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, đoàn công tác huyện Vĩnh Bảo đã trực tiếp xuống tận nơi để lắng nghe, trả lời các ý kiến phản ánh của người dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng. Được sự quan tâm của Đảng, của thành phố mà làm con đường cho dân như thế là chúng tôi rất phấn khởi. Mà tôi là những người dân là nhiệt tình ủng hộ những việc làm của thành phố và của nhân huyện. Thế rồi là quanh đây là làng xóm là rất ủng hộ, vì là khi làm con đường này là đất đai trước đây là cái giá trị nó còn thấp, đến bây giờ thì là đất đai nó sẽ tăng lên. Thế rồi là thông thương về kinh tế, giao lưu giữa Tiên Lãng, Thái Bình là con đường ven biển chạy qua. Nói chung là đời sống nhân dân cũng sẽ được nâng lên, đường xá sạch sẽ, đi lại là thuận tiện. Khi hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc hiến đất, chỉ trong một quãng thời gian ngắn, nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã tự nguyện hiến đổi trên 400 hectare đất để mở rộng đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, trường học. Phong trào người dân tự nguyện hiến đất đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, đoàn kết của người dân trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cán bộ và nhân dân Tân Liên nói chung và nhân dân làng văn hóa Nam Hà chúng tôi nói riêng là rất phấn khởi. Từ cán bộ đến người dân là rất đồng tình hưởng ứng chương trình này. Đây là cái chương trình đem lại cái quyền lợi và cái lợi ích rất là chính đáng cho nhân dân. Những dự án giao thông trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã mở ra sức sống mới, là sợi dây gắn kết sự phát triển giữa thành thị và nông thôn. Đồng thời, đây cũng là kết quả khẳng định tinh thần phát huy dân chủ, đồng lòng của nhân dân và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền. Qua đó tạo ra thế và lực mạnh mẽ, thức dậy tiềm năng để phát triển huyện Vĩnh Bảo trong nhiệm kỳ mới. Với vị thế của một thương hiệu mạnh, xi măng Con Rồng đã và đang được khẳng định với bề dày hơn 120 năm qua. Để giữ vững và phát huy sức cạnh tranh của sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng đề ra chiến lược phát huy và khai thác hết công suất thiết kế của hai nhà máy là Tràng Canh Hải Phòng và Sông Thao Phú Thọ, tiếp tục đầu tư và tối ưu hóa, nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn một ngày một lò, tăng quy mô sản xuất hơn 30%, hướng tới tăng quy mô sản lượng sản xuất và tiêu thụ lên từ 8 đến 9 triệu tấn một năm. Để thực hiện các mục tiêu này, công ty xác định các nhiệm vụ then chốt, tiếp tục làm chủ thiết bị công nghệ, đầu tư xây dựng, đổi mới phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực tham gia đóng góp và chủ động triển khai tuyên bố Hà Nội ngày 9 tháng 2 năm 2020 về phát kiến sản xuất xi măng thế hệ mới, không phát thải, tuần hoàn tự nhiên, tuần hoàn sống. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo và hướng tới xây dựng nhà máy sản xuất xi măng thông minh, sản xuất nhanh. Hoàn thiện kết nối hệ thống mạng bán hàng online cho toàn bộ cửa hàng, đại lý, đặt mua hàng, thanh toán điện tử qua hệ thống nhằm thuận tiện cho khách hàng, đồng thời quản lý thị trường chặt chẽ, nhanh và kịp thời. Vào tối qua tại Nhà hát thành phố, vở cải lương Tướng quân Phạm Ngũ Lão thuộc đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng đã được giới thiệu tới khán giả thông qua sóng phát thanh và truyền hình. Vở diễn càng có ý nghĩa hơn khi đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia,
Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang sẽ diễn ra tại huyện Thủy Nguyên vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, vở diễn được ghi hình trực tiếp không có khán giả, nhưng không vì thế mà làm giảm đi nhiệt huyết của những nghệ sĩ trên sân khấu. Vở diễn đã mang tới cho khán giả hình tượng vị tướng Phạm Ngũ Lão, thông minh, văn võ toàn tài, có chí lớn và đạo đức cao. Người đã góp công trong chiến thắng của nhà Trần, đánh tan quân Nguyên Mông trên dòng sông Bạch Đằng. Đây không phải vở diễn đầu tiên khai thác nội dung về các chiến thắng trên sông Bạch Đằng. Chính vì vậy, ekip sáng tạo đã tìm ra những điểm mới trong diễn biến tâm lý nhân vật, trong hình thức thể hiện để tránh lặp lại những vở diễn trước đó. Trong cái vở diễn danh tướng Phạm Ngũ Lão, tôi muốn nhấn một số điểm và tiêu biểu, một số những dấu ấn để tạo lên hình tượng nhân vật Phạm Ngũ Lão trong cuộc chiến chống quân Mông xâm lược. Điểm nhấn thứ nhất là từ một chàng trai đan sọt mà trở thành một danh tướng lẫy lừng. Điều này nó thể hiện là cái chọn người tài, cái đi tìm người tài, sử dụng người tài và trọng dụng người tài của cấp công tiết chế Trần Hưng Đạo. Điểm nhấn thứ hai, Phạm Ngũ Lão đã có những trận đánh vang dội, những trận đánh lẫy lừng, và đặc biệt cái trận nó mang dấu ấn lịch sử lẫy lừng nhất, chói lọi nhất của dân tộc cùng với quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, đó là trận ở Bạch Đằng Giang. Vở diễn có sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, đoàn cải lương, đoàn kịch nói, đoàn chèo và đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của những gương mặt mới của các tỉnh thành lân cận, tạo nên những nét diễn mới, những giọng ca mới. Với cái chương trình lần này thì đầu tiên là rất là vui và cũng hồi hộp. Là một sự phối hợp giữa ba đơn vị, vì là những diễn viên chuyên nghiệp cho nên là các anh chị có cái sự phối hợp rất là chuyên nghiệp và rất là ăn ý với nhau. Và mình cũng cuốn theo cái không khí chung của mọi người và được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và nghiêm túc thì mình thấy rất là vui và thấy yêu nghề hơn rất là nhiều. Đây là một vở lịch sử nên là đòi hỏi cái sự chính xác đến tuyệt đối, không thể sai từ ngữ trong lịch sử. Nói đến cải lương là phải nói đến vòng cổ, hay nhất là câu vòng cổ. Mà mỗi lần khi cao vòng cổ thì một người diễn viên phải tập trung về sức thì chắc chắn là phải có sức khỏe tốt và tâm lý vững thì mới hát được câu vòng cổ tròn trịa hay để cho người khán giả nghe được. Vở cải lương được thực hiện bởi tác giả kịch bản, nhà văn Nguyễn Trung Hiếu, biên tập và đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, truyền thể cải lương Công Minh Hoài Việt. Với sự tìm tòi đổi mới trong cách thể hiện, vở diễn đã giúp khán giả truyền hình hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão, một nhân vật huyền thoại trong lịch sử dân tộc, minh chứng cho tư tưởng và nghệ thuật quân sự nhân dân thời Trần. Thưa quý vị, Hải Phòng, mảnh đất nơi cửa biển, phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Mỗi dòng sông, mỗi làng quê, mỗi con đường, vùng biển và đảo của Hải Phòng đều gắn với những chiến tích lịch sử của các bậc tiền nhân cũng như là quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân thành phố cả. Ba lần đánh thắng quân xâm lược trên dòng sông Bạch Đằng là minh chứng sống động cho sức mạnh quân dân nước Việt, sức mạnh nhân dân vùng cửa biển hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu. Và hôm nay, quần thể khu di tích Bạch Đằng Giang chính là nơi bảo tồn, gìn giữ các giá trị lịch sử, trở thành niềm tự hào của nhân dân thành phố về hào khí Bạch Đằng, hào khí Đông A ngay trên mảnh đất Hải Phòng. Quần thể di tích lịch sử Bạch Đằng Giang nằm ngay tại ngã ba sông Bạch Đằng, trung tâm của chiến trường xưa. Đây là địa chỉ duy nhất trên cả nước có đền thờ tượng đài cả ba vị anh hùng dân tộc đã làm nên những chiến thắng vĩ đại trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Toàn bộ quần thể di tích danh thắng nhìn ra cửa sông Bạch Đằng, lưng tựa núi, mắt dõi biển Đông, dưới chân là cả một vùng non nước mênh mông. Di tích bao gồm nhiều thời đại với những giá trị hết sức đặc biệt tầm quốc gia. Trên con đường dẫn vào khu di tích là những hàng cây được trồng lưu niệm trong các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Các chuyến viếng thăm không chỉ là sự tri ân với các bậc tiên liệt của dân tộc mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với quân dân thành phố Cảng.
Bạch Đằng ấy là 3 lần, từ Ngô Quyền, rồi Lê Đại Hành, xong đến Trần Hưng Đạo. Quân dân nhà Trần như vậy thì dân binh ở tại chỗ là quyết định. Truyền thống của Hải Phòng nó từ ngàn xưa, mà tôi nghĩ rằng nó vọng đến hôm nay. Khi mà hôm nọ lên thăm Bạch Đằng Giang thì lại thấy có một điều phải suy nghĩ như vậy. Trong thời gian vừa qua, Hải Phòng ấy, lòng dân và thế trận lòng dân là một. Điều đấy là hết sức quan trọng. Mà tôi nghĩ đây là một cái nhân tố để tạo nên Hải Phòng ổn định, phát triển và đi lên. Bao con sông đổ về Bạch Đằng, bao sức người san bằng mọi trở ngại đã đồng lòng để tạo dựng một tràng kênh hôm nay. Năm 2019, việc khai quật bãi cọc Cao Quỳ không chỉ có ý nghĩa với thành phố Hải Phòng mà còn đối với ngành khảo cổ học cả nước. Quả thật, khó có thể tưởng tượng sau những lớp trầm tích của thời gian, những trật địa bãi cọc huyền thoại trên sông Bạch Đằng vẫn còn đó. Chiến tích oai hùng ngàn năm vẫn còn đó. Di tích bãi cọc Cao Quỳ đã hòa cùng khu di tích Bạch Đằng Giang và hệ thống các di tích khác trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa rộng lớn dọc bờ hữu ngạn sông Bạch Đằng. Hễ có địa linh thì ắp hữu nhân kiệt, và cả địa linh nhân kiệt thì đều do duyên trời đất và anh linh các bậc tiền bối phù trợ giúp đỡ, để cho không phải vào lúc này thì đến một lúc khác sẽ xuất lộ những chứng tích khu di tích Bạch Đằng, rồi thì sau đấy là bãi cọc Cao Quỳ đấy, không là ngoại lệ. Bắt đầu khởi công làm khu di tích Bạch Đằng ấy, thì nhiều người quan niệm rằng đây chỉ là một di tích tưởng niệm. Nhưng mà dần dà đấy, thì càng ngày càng nhờ các yếu tố của đất, trời, tiên tổ, anh linh phù trợ đấy, thì xuất hiện, xuất lộ nhiều chứng tích có hệ thống và nhiều chủng loại khác nhau ấy, hợp thành, tạo ra một cái nền tảng để chứng minh, để minh chứng cho cái việc mà khu di tích Bạch Đằng không phải chỉ là một khu di tích tưởng niệm, mà thực sự đây là một di tích lịch sử. Trong ít ngày tới, Hải Phòng sẽ chính thức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, là niềm vui, niềm vinh dự và tự hào lớn của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước giao cho Đảng bộ, quân và dân thành phố trong việc tiếp tục đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu của di tích cho hôm nay và cho đời đời con cháu mai sau. Nhà thơ Phạm Sư Mạnh khi đến đây đã viết rằng: Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu, có nghĩa là khí thiêng sông núi tụ ở Bạch Đằng. Còn danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi khi chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây đã phải thốt lên: nơi mà các sông giao lưu, sóng nước liền trời, cây cối che bờ, thật là nơi hiểm yếu ở biên cảnh. Có một mùa xuân đang bắt đầu để tiếp nối bao mùa xuân mới vĩnh hằng trên vùng đất Bạch Đằng Giang, nơi thấm đẫm những huyền tích lịch sử. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống càng phát triển, những thành tựu kinh tế xã hội càng rực rỡ thì giá trị văn hóa lịch sử truyền thống càng cần phải được bảo tồn và phát huy. Bởi lẽ đó là gốc rễ, là tấm gương phản chiếu chiều sâu văn hóa của một vùng đất. Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang cũng sẽ là cơ sở để Hải Phòng tiếp tục tiến hành quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích một cách khoa học và bài bản, nghiên cứu bổ sung giá trị để sớm đề nghị công nhận khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang là di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới.
Thưa quý vị, những thông tin về dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây không mưa, trưa và chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Hải Phòng, vùng đất cửa biển, luôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong ký ức của các thế hệ người dân Hải Phòng, không thể nào và không bao giờ lãng quên những chiến thắng vĩ đại, oanh liệt của cha ông trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Năm 938, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chính thức kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc. Bởi thế mà người được tôn xưng là vị tổ trung hưng của nước Việt. Năm 981, Lê Hoàn Hoàng đế chọn cách đánh đập nát đầu rắn, giết chết chủ tướng Hầu Nhân Bảo, khiến cho toàn bộ quân Tống xâm lược nhanh chóng tan rã, thất bại. Năm 1288, trận thị chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã kết thúc với phần thắng nghiêng về quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trước đội quân Mông Nguyên bách chiến bách thắng. Ở khu di tích Bạch Đằng Giang, khói hương sùng kính, tôn vinh và tưởng niệm vẫn đang vờn bay quanh tượng đài những anh hùng dân tộc đã ba lần lập đại võ công trên dòng sông lịch sử. Và nơi đây đã vừa được vinh danh chính thức xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Bạch Đằng Giang không còn là một con sông mà đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc, nơi hội tụ trí tuệ, lòng yêu nước và sự đoàn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chương trình lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cho khu di tích Bạch Đằng Giang ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với chủ đề Hào khí Bạch Đằng Giang được truyền hình trực tiếp vào lúc 20:10 ngày 2 tháng 1 năm 2021 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và kênh THP, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.